tâm đề là quyền chủ đã cho các quyền chủ đặc trưng trong những cái gia đình thì trong vòng từ 2007 rất nhiều thì giờ bây giờ rất là mong chờ rất là nóng lòng muốn ra những sản phẩm đặc biệt của bạn để đóng Xin chào tất cả mọi người, nhóm chúng mình là Zero Nine. Thì mọi người thấy cũng như là Zero Nine là một nhóm tổng cộng có 7 thành viên. Thì cái điều khác lạ ở đây chính là đây là một nhóm nhạc khá là đông nhất hiện tại ở Việt Nam này. Và chúng mình muốn đưa một cái nền sóng âm nhạc mới, một cái phong cách âm nhạc, nói đúng hơn là về hip hop, muốn đưa đến cho mọi người hiểu được là văn hóa hip hop như thế nào và đưa những cái làn sóng Âu Mỹ cũng như là K-pop đến tới Việt Nam. Thật sự thì Zero Nine khi mà đưa tới cái màu sắc này thì mình cảm thấy thứ nhất là một sự mạo hiểm, rất là mạo hiểm. Và nhưng thật sự là cũng muốn thách thức chính bản thân mình, muốn cho cũng như là người Việt Nam mình hiểu được thế nào gọi là văn hóa hip hop, muốn đem những cái lạ. Và Zero Nine nghĩ là phải làm một cái gì đó cho cái âm nhạc ở Việt Nam này, tại vì thật sự nó đang rất là thiếu nhiều thứ. Thì cái đó là việc cá nhân, việc quan điểm cá nhân của Zero Nine, tại vì cần một cái gì mới lạ hơn về âm nhạc, về màu sắc. Tại vì như mọi người thấy thì ở Việt Nam thì nó chỉ có là ballad và R&B thôi. Thì tại sao một nhóm nhạc với số lượng đông thành viên như thế này, tại sao mình không làm một cái gì đó khác hơn hip hop và trap? Thì đó là cái điểm mạnh mà Zero Nine muốn đưa đến cho cái nền âm nhạc ở Việt Nam này. Về cái sản phẩm đầu tiên này thì cái điều khó nhất, cái điểm đặc biệt ở đây so với tất cả những cái MV khác mà tụi mình nghĩ, thì đó là one shot. One shot là tụi mình chỉ quay cho một cái đoạn đó thì mình không được nghỉ ngơi, như là máy camera nó phải chạy liên tục. Trong một cái phim trường như vậy thì tụi mình phải chạy rất là nhiều hướng, rất là nhiều nơi để có thể chạy được một cái shot như vậy. Thì cái đó là cái khó nhất. Và cái thứ hai là về tập trung về vũ đạo và về kỹ năng diễn khá là nhiều. Và quan trọng hơn, đây là một bài hát về cái độ sung và cái độ mạnh. Trap nó rất là mạnh nên thật ra là về cái cách diễn thì cũng phải rất là ưa nhìn một chút. Thật ra nó cũng phải hơi hướng hơi châu Á, cũng hơi K-pop một chút, thì để đưa cho người Việt Nam cũng như là hiểu được, không có một cái ý nghĩa tiêu cực nào muốn gửi đến cho mọi người. Và chỉ mong mọi người có thể khi mà xem cái MV sắp tới này thì mọi người có thể thích thú và cảm thấy có một sự thú vị ở trong đó. Xin chào tất cả khán giả thân yêu của Chuyện Trưa 12 giờ, và các bạn đang đứng trong không gian của buổi họp báo ra mắt nhóm nhạc Zero Nine của Tăng Nhật Tuệ. Có thể nói bây giờ mình đang run lắm, không phải vì đứng trước máy quay mà run vì các em trai của mình đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều báo chí như vậy. Và nói là mục đích thì ít khi mình làm việc gì mà có mục đích lắm.
mình chỉ cảm thấy là thích nhóm nhạc và nó là đam mê mình theo đuổi. Mình đã từng có mặt trong rất là nhiều các nhóm nhạc khác nhau và mình cũng đã tự quản lý và tự gây dựng nên nhiều nhóm nhạc. Như đây là lần đầu tiên có một nhóm nhạc được debut một cách hoàn chỉnh nhất và mong rằng mọi người sẽ yêu mến nó giống như là mình rất là đang yêu mến Zero Nine. Phải nói là nếu mà là nhóm nhạc nam thì đây là một trong những nhóm nhạc khá là đông thành viên. Nhưng mà vẫn chưa đúng ý mình lắm. Bởi vì thực ra lúc mà mình trên thì có tới hơn 20 thành viên, gần 30 thành viên. Nhưng mà tới bây giờ chỉ còn được 7 bạn, nghĩa là mình khá là thất bại. Mình muốn thì có phải ít nhất là có 9 người giống như cái tên gọi là Zero Nine, hoặc là đông hơn là 13 đến 14 người. Nhưng mà cuối cùng chỉ được có 7 bạn. Nhưng mà 7 bạn mà chất lượng thì cũng tốt hơn. Còn đấy là do mình thích thôi. Vì mình thấy một nhóm đông thì chắc chắn là cái khối lượng khán giả hâm mộ sẽ nhiều hơn. Tiêu chí để phát triển nhóm nhạc này là các bạn thì sẽ cố gắng để trở thành một trong những nhóm nhạc quốc dân. Nghĩa là được nhiều bạn trẻ yêu mến, là một trong những nhóm nhạc ít ỏi ở Việt Nam đi tiên phong trong trào lưu đưa nhóm nhạc trở lại Việt Nam. Thực ra mà nói thì điều gì khiến mình tự tin thì hiện nay mình chưa tự tin gì cả. Mình chỉ đang cảm thấy là mình phải làm thôi. Và tuy nhiên lúc làm thì cái sự tự tin thì nó cứ thể hiện trong những việc mình làm. Chứ mình nói là mình tự điều gì tự tin thì mình cũng không biết nữa. Mình thì có một cái tư duy làm việc rất là cụ thể. Đó là mình không cần người giỏi, mình chỉ cần những bạn trẻ ngoan thôi. Bởi vì như các bạn nhìn thấy đấy, nhóm nhạc ở Việt Nam không phát triển được. Bởi vì ít có cá nhân nào làm nghệ thuật mà muốn là mình bị lấp đi bởi người khác, hay là hòa lẫn vào một nhóm người. Ai cũng muốn tự bản thân mình tỏa sáng. Nhưng mà đây là những thành viên mà mình đã chất lọc rất rất nhiều, từ cái cách sống cho đến cách làm việc. Họ là những người thích nhóm nhạc và thích có một cái hào quang cùng với những người khác. Đó là lý do mà mình tự tin nhất là các bạn có thể chưa được xuất sắc vì các bạn còn trẻ quá. Nhưng mà đây chắc chắn là những bạn trẻ rất là ngoan ngoãn và nghe lời. Nhóm nhạc của mình thì phát triển theo xu hướng là hip hop, thế nên là sẽ rap hơi nhiều một chút. Mặc dù vậy thì rap và underground đang thực sự là đang xâm chiếm showbiz của chúng ta khá là nhiều. Nhưng mà không phải là mình cố tình để đưa các bạn theo xu hướng, mà là đây là mình đã lựa chọn những bạn có cùng sở thích với mình, đó là rap. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì sau khi mà giới thiệu về các thành viên, chúng ta cùng hiểu thông tin của nhóm qua thông cáo báo chí và lắng nghe các bạn trình diễn. Và sau tiếp theo thì Zero Nine xin gửi đến cho tất cả mọi người đó là một ca khúc mang tên là Hiếu Kỳ. Mọi người thưởng thức ạ. Chào tất cả mọi người, em tên là Zen, em là main vocal và là lead dancer của Zero Nine. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, mình là Han, lead dancer và lead vocal của Zero Nine. Xin chào tất cả mọi người, mình là Min Cook và mình là lead vocal cũng như là lead dancer của nhóm ạ. Xin chào mọi người, mình là Jaybin, main dancer và là lead rapper của nhóm. Xin chào, lần đầu gặp. Mình là Leo, visual là lead rapper của nhóm. Xin chào tất cả mọi người, mình là KZ, mình là leader cũng như là main dancer và rapper của nhóm. Chào tất cả mọi người, mình là Alan, main vocal cũng như là sáng tác chính của nhóm ạ. Xin được cảm ơn các thành viên và đây là lời chào đầu mà nhóm gửi đến cho tất cả các anh chị. Chắc là xin mời các thành viên mình sẽ nghỉ ngơi trong vài phút. Dạ, cảm ơn anh rất là đặc biệt. Tất cả anh chị báo chí đây đều đã gặp nhiều rồi, hôm nay nhìn vẫn còn đang rất là run. Chắc là em sẽ phải thắc mắc một xíu để anh Tuệ. Chỉ có 7 thành viên thôi, thì nó có mâu thuẫn gì với cái tên không anh? Và các anh chị thân mến, là xin trả lời câu hỏi của Phong Linh một chút. Đó là ngày nay thì chỉ có 7 thành viên. Là bởi vì là tất nhiên thể cũng đã trên các em trong vòng 2 năm với con số lên đến. Khi còn lại 7 cái này thì thực ra mà nói đây là những cái cách làm việc và đây là những người phù hợp nhất. Đến cuối cùng của Zero Nine chắc hẳn đây sẽ là những thành viên rất là ngoài có khả năng đầu cực kỳ là máu chiến. Bởi vì nếu là các thành viên vào sau chắc hẳn sẽ là phải là những thành viên gấu, rất gấu, tiến lắm nữa. Thành ra nên là khi làm việc cảm thấy rất áp lực. Bây giờ lúc mà khi ra cái dance clip đầu tiên là bài Lô Lêu thì để trên một kênh YouTube
Thì sau đó thì mình đi tìm người quản lý truyền thông. Thì đi đến đâu thì mọi người xem xong người nói là nhóm này chẳng có gì đặc biệt, chả đẹp trai, chả có cái gì cả, không hiểu đám nào nổi tiếng được. Cảm thấy thương mến mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, em tình cảm rất là nhiều cho Dương Nga. Lần nữa xin cảm ơn. Dạ, nhưng mà em thấy rất bất lợi lúc nãy vậy. Đây là một sáng tác, thực ra mà nói thì với dòng nhạc hip hop trap như thế này thì chính của chúng tôi là người Hàn Quốc. Chính vì thế nên là chúng tôi chỉ biết trên nền cái beat này thôi, nhưng trừ là cái nãy của Juno viết cho Tino. Còn lại là rap thì của bạn nào viết của bạn đấy, rất đúng mọi người. Với nhóm Zero Nine và em xin được mời đạo diễn của MV ngày hôm nay ạ, với tất cả các anh chị ạ. Những mối quan hệ trong showbiz, tiếp xúc, giao đại với trong những người trong nghề nó khá là quan trọng. Hai là về cái đội hình của Zero Nine thì chính thành viên và quan hệ của những người mà em cảm thấy an toàn. Ít chơi thật, bởi vì ngày xưa em đi hát thì em hay gặp khu vực phía Bắc lẫn khu vực phía Nam. Các bạn đều hy vọng là sẽ gửi món quà này đến tay nhóm. Dạ, xin mời. Circle của gia đình Circle. Em rất là vinh dự và xúc động khi được có mặt Circle. Thanh xuân của tụi em thì không chỉ có động lực mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của tụi mình, của tụi em. Thì rồi thì năm nhạc 1, 2, 3 1, 2, 3